rồi, lên cung cấp đồ cho đồng minh thôi. Bịt mẹ mình tưởng mình champion nữa rồi, vãi lồn anh. Bây giờ là top 9 champion, mày mơ vừa rồi chứ. Bay đẹp này. Càng ra thì qua cái nhà ra đa. Đừng căng quá, chui ra sau nhé. Nhà ra đa sau lưng đấy, nhà ra đa. Bên nào cũng được, nhà ra đa thì được cái là quét được. Đúng rồi đi, cái nhà này chứ. Được đông. Không, cái bao không theo, bó theo. Cái đầu xuống bó theo zone rồi. À, đi bay qua luôn không mình mệt. Di chừng mình 2 tim. Phù này 2 tim. Nó bay vừa thẳng với nhau luôn kìa, cái lôn như vậy. Càng. Quay thẳng với nhau luôn kìa, đụng. Rồi, có đấm nhau rồi. Em sẽ lụng mấy khi mấy bên ngoài à. Em sống thì sao á. Bên ngoài rồi. Bây giờ bỏ đây luôn. Ừ. Ừ. Cái ba lô 1 này sẽ đẹp đi dòng không có ba lô. Ở trong hàng nóng là gì đây? Mobile respawn beacon を見つけた。バックパックを発見。レベル2だ。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3よ。スナイパーストックを発見。エルスターを発見。これは欲しい。ジャマロー。はい。でもバロー出る。Cái gì đấy? Lockdown shield được hack kẹt. Cái nóc rau siêu vàng này em ơi. Cầm con đó lượm cái nóc rau siêu vàng đi. Em biết là em bình quá nhiều sợ cắt à. Đi nhặt, đi nhặt, đi bún cái bên đó có gì không? Cái gì hết đâu. Thì có gì? Có mấy cái đồ. Cái nóc rau siêu tím, rồi lấy luôn để có súng. Không súng không? Tôi có cây chiếc bộ tách. Tách bài không? Thôi thì cũng là bài. Có hai bóc xin nhá. Hai bóc, ok. Ủa lấy cái nóc đầu siêu vàng cho vậy, sao nó còn mấy đồ vậy? Ừ, chưa, 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 cầm lên la được cái nó siêu vàng. Em có lầm ai không? Đi đi không? Ở bên kia có package gì không? Đi đi không cứu ai? Ở bên kia có package gì không? Đi thằng nó siêu vàng nóc trước thôi. Hết bà. Như một thói quen. Nóc rồi siêu vàng nặng vía lắm. Có thứ hai cái nóc rồi siêu tím cho em cứu đó mày. Không cứu được nó đâu, không biết nói sao luôn. Yên tâm, mình sẽ được các anh để cõi ẩm nhìn nhất có thể. Đưa mình về bờ. Ủa? Ủa má tụi nó hòm bờ trên. Cái cây sọt trên gặp. Mẹ, thiếu ba đồ. Ủa sao lại có xe chết ở đây mà? Xe nào chết? Chết nào ba? Xét con rồng ấy, xét nào chết. Ủa này, xét chết này. Con rồng. Gì con rồng? Nhìn thấy cái tên ở trên mày không? Bên mắt rung, không có ai. Nhìn cây... Đi cây mà, có vẻ hơi thèm. Này, ra hấp đi, không đéo lên giáp được nữa. Em 5 giáp nhỏ, à 5 bình giáp lớn rồi, xin yến cho. Anh nha, 13 siêu lớn, 1 siêu nhỏ. Ờ, thế thì anh xin siêu lớn. 13 siêu lớn rồi, cái lồn. Level 2 đó.
cái hòm đi, nhặt cái hòm đi. Ưu tiên làm gì đó cho lên giáp cả team chứ đừng tính. I need it. Tao mà đủ mà có băng đạn energy để đéo có xuống energy đây. Các kia lừa. Được rồi. Má đang thương rồi. Sáng đây ai thấy được đuôi cây Alternity cho mình xin luôn. Anh Long thiếu sư lớn không? Thiếu. Tốt rồi sư vàng nè. Tốt rồi sư vàng nè, qua bú đi, qua bú đi. Bú. Ui giời ơi. Thêm cái nữa là chắc giàu. Kiểu gì lát này cho nó thêm cái nữa. Anh Long thiếu sư lớn không? Đây. Anh Long đứng đây, đứng ngay cái máy có máy ulti đó. Ra đứng nó hộ luôn đi. Sư lớn đâu? Ông lựa cho đã xong không quăng ra. Lớn. Đúng không? Nhiều đến với đường em vứt ra đi mẹ hỏi thì anh đi. Chờ chứ tao. Ra bơm con tiêu đi, quăng thêm con tiêu xuống nữa. Nãy giờ vẫn chưa bơm luôn. Bơm rồi, bơm nếu đâu. Đây, cái cục này. Cái máy ở đây. Bơm máy ở đây. Cái máy bơm tiêu này ra đây bơm đi. Bơm từ đây mà không biết gì luôn. Biết đéo ở đâu đi mẹ, lâu có chơi game đéo mà biết đủ mà. Ngồi lo đi giờ đéo nghe. Mày cứ ngồi mà lo lúc. Vào đây này, bên đây, mày đục khỉ bên đây, bám vô. Đâu. Chơi vậy luôn á, chơi cục vậy luôn. Ờ chứ, công ty chứ. Cái đây đứng đây làm thêm vài vòng nữa, nếu bò vào đây mà không. Đấy, xài ơi, nó vào, phải gọi là chất lượng. Nó vào nó đục cho vào mồm này. Ui dồi ôi, cái team nào lút được cái team này rồi, ôi dồi ôi. Ba cái nó đâu siêu vàng. Giàu thế team, giàu thế, shipper. À, có cục siêu, có cục, ủa đúng á. Chờ tí, chờ tầm mấy phút đó, nó hồi lại cái này là bơm tiếp. Tôi đu lên trên đó nha. Ok. Đứng đây ôm cái cục này luôn đi, chờ nào nó hồi lại ấy chứ. Đây đây. Đâu đây, xuống nào đây. Mấy bữa nữa chết. Không đi. Anh đang cầm hai cây bắn gọn. Ôi thôi, bỏ lên chủ vô luôn, lên. Phục của tôi nó bị bớt cái ulti màu xanh lè luôn nè. Nè, đồ xe lên nè. Thôi, bo trên mình rồi. Lên. Mấy lồ này chứ lấy lúc đầu siêu kim cũng ngon rồi, còn nếu lúc đầu siêu vàng đang nông rồi. Thì ta tìm mình đồ đang nhiều, đừng chết bậy. Má nhìn cái bi cây vàng thèm quá ta. À, tôi không đủ chép và cạn hết đúng bài đâu. Mẹ mày trôi dữ rồi. Mình đóng vuông như này luôn đi. Wow, xe của nó nào vậy? Tìm mình cái tìm nó vậy? Của nó. Nó. Quăng nó làm gì? Đâu để mất. Có cây sụt cây này cũng ngon. Không sao, cây này đỏ cũng ngon. Ủa? Taka no yoni ano kukaku o kanshi suru. Tìm nó. Đâu lại ta? Không thấy nữa anh ơi. Tôi đâu rồi, em không thấy nữa. Thôi. Kìa. Xa quá. Đây, bắn bộ. Thứ hai nè. Đây. Ê, chọn đây, lấy chủ quyền nha. Đúng rồi.
Mày giáp, mày giáp. Hay 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 hay. Clear được không? Clear được thằng đó. Tụi xuống của nó, tụi xuống của nó. Đúng rồi. Bò... Hồi sinh. Bỏ nó cho mày nè, nó sinh cho mày nè. Nó. Chết rồi. Có hồi sinh cho mày, Ở mày nó. Nó đu dây lên. Tụi má bò sau nè, đéo ở chỗ mình luôn nha. Di chuyển luôn không? Điều này, cái mẹ đó. Qua đây này. Đi qua lỡ là qua đó đi cái tiếng luôn. Nãy ông mua giết một, giáo biết một của nó còn nữa không? À, bo giết một, giết luôn đúng không? Chứ đứa khác hay là giết thằng đó gì? Nãy chết rồi mà, lúc tôi không tới là thằng chết một thằng. Cho nó. Qua cái lấy cây bị cây vàng. Ờ, coi chừng bên trái có người nha, nó nhìn em mà. Có cái ít 10 này, qua lấy đi. Đây. Nó thằng Dominic. Quyết này, nó lâu ra. Chưa bắt đúng quyết này. Tôi đang kiếm chỗ quét, nó ở đâu nhỉ? À, đâu mới đây. Anh đây này. Anh đi. Quét co mấy team kia đang ở đâu? Có đúng rồi. Một team trong bo. Hai thằng. Qua đấm luôn đây, qua đấm luôn. Từ, chờ em. Đu dây trước lấy xài. Hai thằng ở dưới chân mình đó nha, con thợ nha. Ui bắn luôn. Ui đấy. Lên lại được không? Ok, tôi đợi dưới này nha. Không, ở dưới đó mình chết. Hai shot. Là trong đây mình đi tìm con đây, tìm con kia đi. Một 208. Nó đang bắn đó nha. Đang bắn hả? Mình còn từ chưa xếp cái nó đang có tiếng bắn đó. Chúa này. Ê! Ủa? Tôi chết bắn quy rồi mà, tôi quy tôi đâu? Nóc! Giết nó đi, giết nó đi! Nóc rồi! Ủa, tôi qua! Đây,
lên ai, lên trên ai. Hai team nha, còn hai team mình nhân một team nữa, mình nhân team nữa. Hàng luôn nguyên đúp à. Em gọi tiếng này. Gọi tiếng em. Rồi, giáp đỏ. Đây là chỗ luôn. Cái gì mà ông Long bức tên kìa. Chị bàn bắn với thiệt cùng. Bên này á. Giáp đỏ. Nhà có một thằng không? Không biết nha, mới thấy con thằng à. Bởi đây thiếu là con thằng nữa. Đừng anh, nó giáp đỏ đây. Không biết là thằng này của team nào, nếu thằng này team ở ngoài có thể là một thằng thôi. Rồi nó làm gì? Nó ra lấy ba đấm một con chuột cũng què chứ. Trời mày, bo này nó phải ra trước. Mình đứng ngay giữa bo rồi mà, nói gì? Mình đứng trên bắn xuống là mình thắng rồi. Nhìn thấy cái nhà này đúng không? Đúng rồi đó, trong nhà đó, nó chạy trong nhà. Đúng rồi, nhà nó. Cái cửa, cái nhìn cái cửa. Nó chạy ra đám. Chạy đi, đợi chạy ra mình bắn thôi, cứ kệ nó. Bo thu về, quân sang đây là xong, nhớ thôi. Đây. Đéo có vụ mà em. Nó đứng ngay đây này, đứng ngay đây. Thì cái cửa, đóng hộ. Có bơm không? Chạy ra đây, chờ bò vô, thay bò. Tôi nhảy qua mái nhà nó nha. Thấy nó ra ngoài và nó vẫn trong nhà anh quên. Canh cửa, mỗi người canh cửa, nhà này có hai cửa vậy. Em canh cửa sau. Bên hai cái quỳ bên cửa này là. Bên nó bắn đây, mấy ông đứng trên cao, mấy ông đứng trên cao, tôi đứng ở dưới, mấy ông đòi hỏi gì nữa. Thằng lồn này ngồi trong nhà luôn rồi. Ngồi nhà rồi. Ra đây bạn, bây giờ bạn cửa đồ ra, tụi đấm nhau với bạn này. Bạn dở biết một người ra cửa đồ đi. Thì ông đã khéo lắm rồi. Ủa, một. Nó đóng cửa, nó chơi thủ giáp trong nhà rồi. Hết máu, nó hết giáp rồi. Vừa đắp hết. Khoan nghe mày. Hẹt. Cái lồ mắt chết tôi, cái lồ. Tôi chạy ra tôi đập nó đúng một cái thôi, đéo đùa. Game dễ quá. Nó ngoài trọt, khỏe vãi lồn. Mà nó phải gọi là đỉnh cao. Ngoài lai liền đấy, ngoài lai liền. Thanh niên bây giờ, đã biết 1v3 rồi, không giữ cửa đồ ra.